Trời, em không biết làm gì luôn á mọi người. Bản thân Thùy cũng là người hướng nội, nên là Thùy cũng khá là nhút nhát trong cái việc mà bắt chuyện với mọi người. Nhưng mà mọi người thì luôn kéo Thùy vào những cái cuộc nói chuyện. Như là anh Đức cũng hay bắt chuyện cho Thùy nói, chị Hiền thì cũng hay hỏi thăm, như một gia đình thật sự. Yes, yes. Cố lên. Cứ cắm giùm na cái này vui. Ủa, trái xoài của tôi đâu rồi? Các bạn ngưng lại. Chương trình thật sự khiến cho mình quên có quà cho các bạn đây. Em xin tặng hoa. Thank you. Cảm ơn. Chưa có mở nha. Cảm ơn Đình chị. Rồi, cảm ơn em. Wow, cái gì đây? Mình còn đang không biết là trong đó nó có phải là hoa không, hay là nó là câu hỏi, hay là nó là đề. Vậy thì bây giờ hãy cùng Quyên mở cái túi giấy đó ra nha. Wow. Wow. Có sự khác biệt. Mình nghĩ là chắc màu đỏ có một cái quyền lợi gì đó rất là đặc biệt. Chắc chắn chương trình sẽ cho hai phe đó đầu. Yeah. Trên tay Quyên còn có một hình trái tim. Trái tim này của Quyên có một bên màu đỏ và một bên màu trắng, cũng tương đương với lại hoa mà các thí sinh đang cầm. Bây giờ thì Quyên sẽ thảy trái tim này lên. Mặt nào ngửa lên trên thì bông hoa màu đó sẽ thi trước. Wow. Chị mắt lại không dám nhìn thử coi cái mặt nào. Chương trình đưa chúng ta đi từ hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và chúng tôi chỉ có biết wow thôi. Thật ra Đức tưởng nó là hoa tàn thiệt. Chứ không nghĩ lên của twist. Thôi thi trước đi. Bởi vì cái bánh của mình hả, phải thi trước chứ thi sau là mệt lắm. Sợ quá đi, Quyên không ăn vàng đâu, phải mở mắt ra. Trắng. Đỏ. Đỏ. Qua Vi Khuyên hỏi là còn gì vậy chị Khuyên? Khuyên nói là mình thi đó. Ok. Yes. Yes. Bây giờ thì Khuyên mời bốn bạn với bông hoa màu đỏ sẽ ở lại tiếp tục phần thi của mình. Bạn có hoa màu trắng sẽ lên ghế phía trên. Cố lên chị. Ok. Cố lên nè. Chúc mừng tôi đi. Cố lên nè. Cố lên. Các bạn ơi, nhiệm vụ của các bạn là quan sát và thảo luận đưa hai thí sinh ở đội bông hoa màu đỏ vào vòng nguy hiểm. Game này căng. Tù tí. Mấy cái này dở lắm. Không có đánh giá người khác được, không có phán xét người khác được. Nữa là mình ngồi đây là mình sẽ phải sắp xếp lại cái cách làm của mình, là mình sẽ bắt đầu từ cái gì và như nào đấy cho nó phù hợp hơn. Chuyên có 4 chiếc bánh. Chiếc bánh đầu tiên hình là sen, có một nụ sen e ấp được kết hợp từ bột nếp và bột tẻ. Trong nhân Chuyên có sử dụng bưởi ở Phú Thọ, quê hương của Chuyên. Đến chiếc bánh thứ hai, 50% là thạch và 50% là lớp đậu trắng. Cái vị ở bên trong nó sẽ có ô mai sấu, ô mai mơ đặc trưng với Hà Nội, nghe nó cũng hấp dẫn. Chiếc bánh thứ ba gợi nhớ mùa thu Hà Nội, đó là cốm sử dụng với trái hồng tre giòn, tỉa hình bông hoa sen. Chiếc bánh thứ tư là một loại bột thạch trong veo. Nếu như người Nhật mà sử dụng nước đường đen thì Khuyên lại lựa chọn trà sen được ướp trong những cái bông hoa sen ở hồ, thêm nước đường để thành nước sốt. Và mình học với các thầy Nhật mới cảm giác rằng là thầy đam mê với bánh, là thầy không hề áp lực gì hết, vừa làm và vừa hát, vừa vui vẻ, không có áp lực gì. Thì từ đó mà mình cảm thấy ở Wagashi nó là một cái rất là dễ thương. Và người Nhật thì có cái thói quen khi mà uống trà và thưởng bánh thì họ sẽ nói chuyện về những cái câu chuyện xung quanh chiếc bánh hay xung quanh những cái tiệc trà mà họ có cái chủ đề. Thì đấy, mình thấy đấy là một cái văn hóa rất là hay để cho người thưởng thức người ta hiểu cái ý nghĩa của cái bánh, cũng như là cái công thức hay cái ý tưởng của cái người làm. Ê, em nghe mùi bánh thơm. Ồ,
một cái mùi rất là relax, thơm quá. Bị cháy, bị cháy, bị cháy, bị cháy. Cái mùi khét này nó giống mùi cá kho của mẹ em. Tự nhiên em thấy anh Mango làm mấy trái xoài, em mới nhớ là Việt Nam mình có rất nhiều loại xoài nha. Ở quê em còn có xoài cà lâm nữa. Ủa, có xoài cà lâm nữa hả? Có thật. Có trái xoài cà lâm, nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay thôi, nó chua chua ngọt ngọt. Anh xoài là anh xoài đang làm xoài gì á? Xoài cát Hòa Lộc mà. Xoài cát Hòa Lộc. Đặc sản của Tiền Giang đó mọi người. Nó chua nhưng mà cái phần thịt của nó không có bị nát ra khi mà mình trộn vô công thức á. Mình thì thích cái xoài Nha Trang, mình thích chua nhiều hơn. Xoài Nha Trang là thuộc xoài cam lâm. Trời ơi, xoài là vì thế, vì là thích xoài nên là loại nào cũng biết luôn. Đúng rồi, đúng rồi, mình nghiên cứu về xoài rất là nhiều ha. Khi mà nhận cái đề bài thì trong đầu xoài nghĩ ra là mình sẽ phải làm bánh xoài. Và phát thảo nó là một chiếc bánh hình tròn và nó có một, nó cao hơn một cái chén giấy. Khi mình cắt lớp ra bên trong nó có những cái lỗ khí to nhỏ. Bởi vì mình sẽ sử dụng một cái nguyên liệu đó là bột sourdough hay gọi là mordedough. Khi tham gia siêu bánh mùa 2 là xoài nghĩ một cái luôn là xoài sẽ mang cái sourdough vô cho dù đó là chủ đề gì đi chăng nữa. Và sourdough này xoài đã phải nuôi nó rất là lâu, trong thời gian dài là khoảng 30 ngày. Dạ, nhưng mà cũng có cái nguy hiểm khi mà sử dụng cái men sourdough mà mình cho lên men nó quá ngày á, thì cái vị của cái bánh nó sẽ bị chua và nó át hết tất cả những cái vị trái cây mà mình đã cất công mình ngâm từ trước đó. Và nó cũng sẽ không lên nữa. Dạ. Overproofing is a killer. Mà khó nhất là ở Việt Nam, cách nào mà làm cái bánh đó ở Việt Nam. Man, cái này là thực ra làm ở bên Ý với bên châu Âu là cái thời tiết nó khô nè, nó không có, nó lạnh luôn. Cái mùa mình làm là nó lạnh, có ở Việt Nam là 38 độ C, nóng hổi, ướt nhẹp. I don't know how he does it, but it's gonna be a challenge for sure. Và điều đặc biệt nữa là nó có vị cà phê và có cái vỏ cam. Và đặc biệt thêm nữa là nó có cái phần của những cái xoài được cắt hạt lựu nhỏ. Và trên bề mặt nó thì có một ít crumble, mà một vạn vụn bánh quy mà mình trộn thêm cái phần gừng trong đó để giúp cho món ăn nó có cái vị ấm và ngon hơn. Thường lúc mà mình làm ở bên Tây là họ dùng gừng xay, họ không có dùng gừng tươi. Ở đây là gừng tươi, vì thế và gừng già nữa. Thì mình phải coi thử coi có khi nó sẽ cay lắm. Nó hợp với khẩu vị Việt Nam, nhưng mà ở bên Tây mà ăn cái đó là họ sẽ... Ủa hình như anh đang rảnh đúng không? Em thấy bàn anh khá sạch sẽ đó. Không phải rảnh đâu mà cái bánh này đặc trưng là trong cái tủ ủ thêm 1.5 tiếng nữa mới được bắt đầu tiếp tục công đoạn tiếp theo. Em thấy ba người đang rất là chạy, chỉ có một bạn anh đang đứng chill chill.